Hơn 20 năm kể từ khi đưa những chú đà điểu từ châu Phi về thử nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc, đến nay Trung tâm giống đà điểu Khatoko Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đơn vị doanh nghiệp nhà nước đã xây dựng được một hệ thống sản xuất chăn nuôi đạt chuẩn, hàng năm đưa ra thị trường hơn 12.000 con đà điểu con. Và theo thông tin như Thanh được biết thì có một điểm đặc trưng của loài này là khi chỉ mới 3 ngày tuổi thôi thì những con đà điểu châu Phi mới nở đã nặng hơn 1,5 kg, xinh xắn và chỉ khoảng 10 tháng thì những con chim này đã có thể nặng đến hơn 100 kg. Trung tâm giống đà điểu Katoko Ninh Quà thành lập từ năm 2004. Ban đầu nuôi thử nghiệm giống đà điểu được nhập từ châu Phi và châu Úc, sau đó nhận thấy giống từ châu Phi thuận lợi hơn. Con lớn trưởng thành có thể nặng từ 100 đến 130 kg, nên trung tâm cử cán bộ qua tận Nam Phi để lấy thêm giống và tìm hiểu các đặc tính phương pháp nuôi dưỡng. Đến nay, thì ở trung tâm đã nắm kỹ thuật nuôi đà điểu với trang trại rộng hơn 150 hectare, có thể được xem là lớn nhất nước Hiện nay thì trung tâm đang có đàn sinh sản từ 600 đến 700 con máy, mỗi năm cho ra đời 12.000 con đà điểu giống. Số đà điểu thương phẩm mà công ty để lại nuôi khoảng 7.000 đến 8.000 con, mỗi năm đưa ra thị trường trên 300 tấn thịt, da, trứng. Quy trình sinh sản đà điểu giống châu Phi hết sức đặc biệt và khoa học. Trung bình mỗi năm, một con đà điểu đẻ chừng 50 đến 100 trứng. Mỗi lần đà điểu đẻ đều có nhân viên túc trực đỡ đẻ để tránh hư dở trứng, đảm bảo không bị nhiễm khuẩn, Mỗi quả trứng sinh ra đều có mã số để quản lý bằng phần mềm nhằm tránh hiện tượng đồng quyết, suy giảm chất lượng đàn. Những con đà điểu con sau khi được chuyển vào máy nở thì sẽ được hỗ trợ để làm khô lông, nuôi trong lòng có nhiệt độ khoảng 34 đến 35 độ C, sau đó chuyển qua khu vực ấm. Đà điểu non được nuôi bằng cám công nghiệp và khi lớn lên chúng chuyển sang ăn rau cỏ với lượng 2 kg một ngày. Giá con giống đà điểu châu Phi khoảng 1,6 triệu đồng, con 7 ngày tuổi.